Ngày 9 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo từ ngày 2 9.9, lực lượng Nga đã thực hiện 6 đợt tấn công tầm xa chính xác cao nhắm vào các mục tiêu tại Ukraine, sử dụng tên lửa phóng từ máy bay và tàu chiến, và các máy bay không người lái, UAV. Các đợt tấn công nhắm vào cơ sở tình báo, hạ tầng cảng, cơ sở sản xuất xuồng tự hành, nhà kho quân sự, kho nhiên liệu của Ukraine. Bên cạnh đó, Nga còn nói đã đánh vào các căn cứ huấn luyện các nhóm mà Nga coi là phá hoại và khủng bố. Bộ Quốc phòng Nga nói các cuộc tấn công tầm xa đã làm gián đoạn hoạt động tình báo tín hiệu chiến lược của Ukraine, phá hoại sự hỗ trợ hậu cần cho binh sĩ chiến đấu tại tỉnh Kherson và Zaporizhia. Mặt khác, Nga nói trong tuần qua đã phát hiện và bắn chìm 3 xuồng không người lái của Ukraine âm mưu tấn công cầu Krung. Ngoài ra, máy bay Nga cũng phá hủy 4 xuồng cao tốc chờ lực lượng tấn công khoảng 50 người của Ukraine ở phía tây bán đảo Krung. Cũng trong ngày 9 tháng 9. Quan chức lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm Sergei gây cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một UAV của đối phương tại khu vực Tây Bắc bán đảo. Ukraine chưa bình luận về những tuyên bố trên. Từ khi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc tại Biển Đen hết hiệu lực vào tháng 7, Nga bị cho là đã liên tục tấn công các cảng của Ukraine trên sông Danube đối diện với Romania. Bộ Quốc phòng Romania ngày 9 tháng 9 cho biết đã tìm thấy trên lãnh thổ nước này các mảnh vỡ mới của một UAV tương tự như loại được Nga sử dụng đây là lần thứ hai trong tuần Rumani tìm thấy mảnh vỡ UAV và Tổng thống Klaus Iohanni nói rằng việc này gợi ý một vụ xâm phạm không phận khôn. Reuters đưa tin Tổng thống Yohani đã thông báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và lãnh đạo liên minh nhấn mạnh sự đoàn kết với Rumani. Bộ Ngoại giao Mỹ tuần này thông báo sẽ luân chuyển thêm chiến đấu cơ F-16 đến củng cố nhiệm vụ tuần tra tại Rumani. Nga chưa bình luận. Phủ Thủ tướng Anh ngày 7 tháng 9 công bố thông cáo cho biết đã điều các máy bay không quân đến Biển Đen để bảo vệ tàu chở ngũ cốc từ Ukraine. Chúng tôi sẽ sử dụng năng lực tình báo, giám sát và do thám để theo dõi hoạt động của Nga tại Biển Đen. Như một phần của hoạt động giám sát này, máy bay của không quân Hoàng gia đang thực hiện các chuyến bay qua khu vực nhằm ngăn chặn Nga tiến hành các cuộc tấn công trái phép chống tàu dân sự chở ngũ cốc thông cáo nêu. Trước đó... Nga tuyên bố sẽ coi mọi tàu đi vào cảng của Ukraine là phương tiện có thể chở hàng hóa quân sự và có thể là mục tiêu tấn công. Điện Kremlin ngày 9 tháng 9 tuyên bố vẫn giữ nguyên các điều kiện để khôi phục thỏa thuận ngũ cốc. Đó là phải khôi phục kết nối ngân hàng nông nghiệp Nga, Rosokosbank, vào hệ thống thanh toán ngân hàng quốc tế SWIFT. Mới đây, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đề xuất kết nối công ty con của Rosokosbank có trụ sở tại Luxembourg vào SWIFT, nhưng Điện Kremlin không đồng ý. ABC News ngày 9 tháng 9 dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ chính quyền Tổng thống Joe Biden có khả năng sẽ gửi tên lửa tầm xa ATACMS, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân, cho Ukraine. Chúng đang đến, một quan chức nói, lưu ý rằng kế hoạch có thể thay đổi trước giờ chót. Tên lửa ATACMS được phóng từ giàn phóng SIMAS lục quân Mỹ. Một quan chức khác nói rằng khả năng chuyển giao ATACMS vẫn nằm trên bàn và có thể được đưa vào gói viện trợ an ninh của Mỹ cho Ukraine.